Uh, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của trang uh, và uh, hãy uh, đăng ký kênh của trang để đón nhận những clip uh, mà trang chia sẻ về uh, những kiến thức về bệnh lý uh, về cuộc sống uh, về rất, rất là nhiều những bệnh lý khác về đau đầu về uh, xương khớp về thoái hóa về dạ dày về tiểu đường vân 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 ở những cái uh, clip tiếp theo sau trang sẽ chia sẻ thì uh, hôm nay trang sẽ quay trở lại tiếp tục với uh, chủ đề về thoái hóa thoái hóa và mình và chủ đề ngày hôm nay của Trang đó là hiểu đúng về thoái hóa cột sống lưng và phương pháp điều trị hiệu quả. Mà mọi người chú ý mình phải hiểu đúng về thoái hóa cột sống lưng là gì và những phương pháp điều trị hiệu quả. Thì thoái hóa cột sống lưng là một trong những bệnh phổ biến thường gặp ở người già. À, tuy nhiên, những năm trở lại gần đây thì cái bệnh này nó lại đang ngày càng trẻ hóa dần, khiến cho những người trẻ đặc biệt là dân văn phòng À, gặp rất là nhiều sự khó khăn và lý giải rất là nhiều nguyên nhân nhưng mà vẫn không hiểu tại sao mình bị à, thì bởi vì sao ạ à? bởi vì một phần là do tư thế lao động bị sai và kể cả vì các bạn ngồi sai nó cũng khiến cho các bạn bị à, thoái hóa Và lưng cho nên á, tư thế ngồi phải luôn luôn thẳng ha đặc biệt là dân văn phòng à, trước đây thì tình trạng bệnh à, thoái hóa thì hay gặp ở người già à, tuy nhiên thì bây giờ nó lại trẻ hóa hơn à, và đặc biệt là dân văn phòng và những người lao động nặng của mắc bệnh này thì cột sống được xem là trụ cột của cơ thể và đa phần cái hệ thần kinh á cái cột sống của mình á thì cái hệ thần kinh tập trung hết ở đây do đó nếu như cột sống bị tổn thương và người bệnh chủ quan với cái bệnh này thì sẽ gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng đặc biệt bệnh thoái hóa cột sống lưng là một điển là một cái bệnh điển hình vô cùng dễ gặp phải nhất so với những cái bệnh khác thoái hóa cột sống lưng thường do rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên cấu thành ví dụ như lý do tuổi tác cao về già lý do cột sống lưng bị áp lực lớn do di chuyển hoặc do chế độ dinh dưỡng không đúng cách tuy nhiên sự thật nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hình thành À, cái căn bệnh này à, đó là do tuổi tác. Bởi vì khi tuổi càng lớn thì xương cột sống á, bắt đầu bị thoái hóa, khiến sụn khớp nè, dịch khớp suy giảm nè, và dẫn đến hình thành bệnh. thì triệu chứng của thoái hóa cột sống lưng là như thế nào? mình à, các bạn sẽ thấy á, ai mà bị sẽ thấy ha là mình sẽ xuất hiện những cơn đau ở ngay cái cột sống thắt lưng, rồi cơn đau thì sẽ à, nặng hơn à, và xuất hiện nhiều hơn khi người bệnh cúi người hoặc là khom người xuống các cơn đau xuất hiện kèm theo hiện tượng co cứng cột sống co cứng là tự nhiên mình thấy cứng lại mình không mình quay đây mình không quay không có quay được mình rất là đau rồi lâu ngày thì cái cơn đau nó sẽ kéo dài và đau càng ngày càng âm ỉ hơn thậm chí có những trường hợp là đau mà buốt mà cảm giác lên tới tim luôn đó rất là nguy hiểm rồi cái, vậy thì cái cách phòng ngừa thoái hóa cột sống lưng hiệu quả như thế nào thì đối với những cái bệnh mà thoái hóa cột sống lưng mà nói á, thì khi mới phát hiện thì người bệnh nên có những cái phương pháp điều trị ngay à, vì khi nếu chủ quan thì bệnh không chỉ gây ra những cơn đau nhức âm ỉ mà khi bệnh có chiều hướng nặng đi thì bệnh có thể để lại nhiều những biến chứng ví dụ như gây teo cơ bại liệt rất là nguy hiểm ạ. À. Và nhiều khi mình đang đi đứng bình thường tự nhiên bại liệt, mình nằm một chỗ là mình thấy mệt rồi đúng không quý vị? rồi do đó, người bệnh mà thoái hóa đốt sống lưng cần phải điều trị sớm nhất có thể để đạt cái kết quả tốt nhất. Và dưới đây là một vài một vài cái cách để mà phòng ngừa đối với bệnh. Thì mình nên hạn chế các tác động. Đầu tiên hơn mình nên hạn chế các tác động những cái hoạt động nặng, các chấn thương hay hạn chế các hoạt động dễ gây thoái hóa ví dụ như đứng. Đứng quá lâu, ngồi quá lâu vận động quá mạnh cũng có thể gây ra bệnh à, trong thời gian vừa qua thì uh, trang tiếp nhận rất là nhiều bệnh nhân họ họ bị bệnh bởi vì uh, họ làm một công việc đó là đứng cả ngày một ngày đứng liên tục như vậy từ 8 đến 10 tiếng và chỉ đứng thôi à, và và thậm chí là phải đứng trong một tư thế rất là nghiêm luôn à, và rất là ít di chuyển trong cái thời gian họ đứng đó bởi vì cái, cái, cái tính chất công việc nó như vậy và cuối cùng bắt đầu họ đau từ thắt lưng xong họ đau xuống mông xong bắt đầu tê bì hết một tay chân luôn rất là cực và họ đặt câu hỏi là ừ, tại sao công việc họ không có phải bưng họ không có mang vác không gì hết chỉ đứng thôi mà vẫn bị bệnh thì thật ra là thật ra là những người mà đứng làm công việc đứng rất là dễ bị bệnh thân kinh tọa và rất là dễ bị bệnh thoái hóa cho nên đó là mình phải mình phải có một cái sự di chuyển chứ đừng có đứng không trong cái thời gian mình làm việc có thể di chuyển bên này di chuyển bên nọ và tư thế đứng của mình nữa À, ok các bạn ha rồi mình nên hạn chế những lao động mang vác nặng à, cần cho một cơ thể nghỉ ngơi một thời gian để trị liệu và hồi phục nếu mình đã bị rồi rồi mình thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao một cách hợp lý ví dụ như chạy bộ nè bơi lội nè bóng truyền nè cầu lông nè để rèn luyện cơ thể dẻo dai hơn và bên cạnh đó thì cũng giúp cho cơ thể à, tăng cường được cái sức đề kháng hơn rồi những cái vitamin mình cần thiết mình phải bổ sung ví dụ như là những vitamin C vitamin D vitamin E để giúp cho nó xương nó chắc khỏe hơn à, rồi một cái điều rất là đặc biệt mà à, trang muốn nhắc nhở mọi người đó là mình cần phải thường xuyên khám khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi chúng ta có những biểu hiện của bệnh à, tốt nhất là nên 6 tháng một lần đừng có chủ quan à, rất tiếc người việt mình bị cái này rất là nhiều luôn nên là hầu như khi mà nhận những ca bệnh hầu như là nằm trong trường hợp là quá trầm trọng rồi và điều trị rất là tốn kém cho dù là uh, trang chỉ điều trị bằng thuốc thôi mà không cho phẫu thuật uh, vẫn chi phí vẫn rất là đắt đó rồi thì trên đây là những cái triệu chứng và cách phòng ngừa bệnh thoái hóa à, một căn bệnh không chừa một ai và cũng không chừa bất kỳ một đồ tuổi nào ở trong xã hội nếu không biết cách vận động đúng à, và một khi đã gặp các triệu chứng trên thì hãy điều trị ngay và không được phép chần chờ À, các bạn nhé à, một ngày chờ đồng nghĩa là một ngày cơ thể bạn cuộc sống bạn phải chịu tổn thương thêm một ngày nữa và để càng lâu thì chi phí điều trị càng đắt tiền và tốc độ phục hồi lại sẽ rất là chậm vì vậy mà chúng ta cần phải điều trị ngay lập tức à, hy vọng rằng những thông tin trên mà trang chia sẻ cho tất cả mọi người thì mọi người sẽ nắm được rõ hơn để có một cái sự phòng vệ cho chính sức khỏe của mình một cách tốt hơn. Hãy đăng ký kênh của Trang để nhận được nhiều clip giá trị hơn nữa bằng cách nhấn vào nút subscribe ở bên cạnh và cùng chia sẻ lan tỏa những kiến thức này đến tất cả mọi người để mọi người có một cái sự phòng chống bệnh của mình một cách tốt hơn các anh chị nhé. Xin cảm ơn và hẹn tất cả mọi người ở clip sau.